Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Tiếp tục với thời sự hiện nay, thưa quý vị, đây là một bản tin trực tiếp ảnh hưởng đến người tiêu thụ California và chúng tôi quay sang để hỏi Ngọc Lan. Ngọc Lan đi chợ phải trả 10 cent để lấy một túi nhựa nếu rủi ro Ngọc Lan quên mang túi vào. Sau khi mang túi nhựa đó về, Ngọc Lan sẽ làm gì với cái túi đó? Thường là bỏ luôn. Tức là bỏ làm sao? Tức là vứt nó đi trong thùng rác, không có bỏ vô recycle. Hay là sẽ bỏ vô recycle? Ngọc Lan có để ý cái chuyện đó không? Hay là Ngọc Lan sẽ dùng cái túi đó để đựng rác? Để đựng rác. Thưa quý vị, đó là tâm lý hầu hết của người California. Và họ nói sau thời gian sử dụng 10 cent cả chục năm nay rồi, hàng tỷ tấn nhựa nó đổ xuống cái khu mà rác đó, chứ không phải là đi vô các nhà máy sản xuất nhựa trở lại. Cái chuyện này nó trở thành một cái vấn nạn mà khiến cho người các nhà lập pháp ở California họ nhức cái đầu luôn. Và đây là các khảo sát của các tổ chức liên quan đến việc tìm kiếm vấn đề bảo vệ môi sinh của California. Họ nói đa số người ta bỏ 10 cent là đối với một cái túi nhựa 10 cent là nhiều lắm á. Bởi vì cái chi phí mà cái siêu thị đó mua đôi khi có chấm mấy cent thôi. Và họ bán ra với giá 10 cent. Mục tiêu mà California đã thông qua luật này là nhằm mục tiêu đó hạn chế bớt người tiêu thụ. Khi mà họ thấy ô tôi phải bỏ ra 10 cent thì nó cũng tiếc quá. Cho nên mới đầu thì cái 10 cent đó để dành bỏ vào cái quỹ để mà tìm cái khai thác lại cái số nhựa này. Và các nhà lập pháp của California chỉ hy vọng chúng ta dùng cái nhựa này sau khi xài xong đó, bỏ vào cái thùng rác xanh dùm tôi. Mà không ai làm. Họ thực sự mà nói, rất nhiều người Mỹ, không biết người Việt Nam như thế nào, họ dùng cái túi đó đó, họ bỏ vào trong những cái thùng rác nhỏ hơn. Hoặc là họ có, mỗi khi mà có cái chuyện ở nhà ăn uống tiệc tùng mà cần thiết, họ lấy những túi nhựa này ra là tiện lợi nhất, bởi vì nó rất là chắc, thưa quý vị. Cho nên họ bỏ một đống, nghĩa là rác trong đó. Thì khi mà bỏ rác vào như vậy, không ai mà bỏ cái túi nhựa này vào trong cái thùng xanh cả. Họ bỏ hết vào trong thùng đen. Và khi bỏ vào thùng đen, nó đổ hết ra bãi rác. Và từ đó, nó tiếp tục nằm trong bãi rác đó. Thậm chí bắt đầu nó có những cái đợt mưa, lũ gì đó. Thế là cái nguồn nhựa đó nó đổ ra ngoài biển và nó đóng góp vào trong cái việc mà ô nhiễm môi sinh. Theo cái thống kê ghi nhận đó, thưa quý vị, cái số lượng đó mà liên quan tới nhựa này nó lên tới 18 tỷ pounds, 9 tấn mỗi một năm California đổ ra. Đó là riêng với California thôi. Và họ nói rằng nếu mà cái tình trạng này từ California cho những tiểu bang khác đó, mỗi một năm đó, cái số lượng dầu hỏa mà chúng ta tiêu thụ để chế tạo nhựa này, nó chiếm tới 20%. Khổng lồ, Ngọc Lan, khổng lồ, khổng lồ. Và vì thế, ngày hôm nay Quốc hội với Thượng viện, Hạ viện đều là của Đảng Dân Chủ. Họ đưa ra một đạo luật mới và đang chờ ông Gavin Newsom ký ban hành. Khi nào thì sẽ áp dụng trong vòng vài năm tới đây. Yêu cầu vẫn 10 cent, nhưng mà những cái túi nhựa này, một là túi giấy Trader Joe. Trader Joe rất hay áp dụng túi giấy này từ bao nhiêu năm nay, rất là hữu hiệu. Hoặc là túi nhựa đó phải bao gồm luôn một phần giấy có thể tái chế được. Vẫn là túi nhựa nhưng mà chỉ có 50% nhựa mà thôi. Có thể là bên ngoài là túi giấy nhưng mà bên trong tráng nhựa, để người tiêu thụ vẫn phải trả 10 cent. Tuy nhiên, Ngọc Lan và quý khán thính giả, chúng tôi thấy một điểm vô cùng vô lý mà nghĩ rằng cái tác động nó cũng còn lớn vô cùng.
Mặc dầu là túi này chúng ta phải đóng 10 sen, nhưng mà khi quý vị mua rau quả đó, thì túi nhựa mà chứa rau quả là miễn phí. Vô siêu thị quý vị thấy không? Họ để một đống đống từng cuộn bao ni lông. Và rất là nhiều người họ dùng cái bao ni lông đó thay vì trả 10 sen. Họ nói, ô cái bao ni lông này về tôi xong rồi tôi vứt. Thì hy vọng là những người này đã vứt vào trong cái thùng rác xanh thay vì bỏ vào thùng rác đen. Cho nên chưa biết được. Mới đầu thì những cái bản tin mà tháng trước chúng tôi gửi đến quý vị đó là họ dự tính đó là dẹp luôn túi nhựa. Cấm luôn hoàn toàn, không có 10 sen, 5 sen gì nữa hết đó. Tất cả các siêu thị phải sử dụng túi giấy. Nhưng mà xem ra đó, sử dụng túi giấy như thế, nó cũng tốn kém vô cùng. Và chưa kể đó, cái tác động nó cũng không có được bởi vì mức thuế. Dù sao đó 10 sen thì California vẫn thu về để đóng góp cái số tiền đó vào cái mục tiêu là giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Chứ bây giờ không có cho phép mà các siêu thị sử dụng những cái túi nhựa này đó cũng không được bởi vì mất đi cái 10 sen lợi nhuận đó. Khi mà người ta đưa ra cái chuyện mà mua một cái túi nhựa 10 sen đó với cái hy vọng rằng cái túi đó sẽ được dùng trở lại đúng cho vậy. Lần sau. Nhưng mà thực tế đó, trừ những cái chợ, những cái chợ lớn thì cái túi họ làm rất là dày, rất là bền, Ngọc Lan đồng ý. Nhưng mà có những cái nơi họ cũng bán cho mình cái túi 10 sen. Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng vừa bỏ đồ vô xách ra xe là nó đã bị tét rồi. Có nghĩa là cái nhựa đó rất là dởm. Thành ra là mình về làm sao mình giữ lại. Thì đó cũng là thực tế. Cho nên giữa cái chuyện 10 sen mà các cái chất lượng của cái túi nó không có giống như là người ta mong đợi. Cho nên nếu mà muốn giảm thiểu cái này hoặc là cấm luôn, khỏi cần cái gì hết, giống như đi vô Costco tự động muốn làm sao với cái chuyện đó thì làm, thì người ta lúc đó người ta mới chuẩn bị cho mình ở những cái túi vải, túi gì đó sử dụng giấy, cái thùng rác đó thì đó giấy. Chỉ có cấm luôn thì nó mới có thể là có hiệu quả thôi. Dạ. Không biết anh Thụy và quý vị có nghĩ đến chuyện là sau mỗi bữa ăn xong đó là mình phải đi bộ hay là mình ăn xong rồi mình ngồi mình coi tivi? Ăn xong là phải xem tivi chứ. Đó. Người ta nói rằng là sau bữa ăn và nhất là bữa ăn tối, quý vị cần phải bước đi một số bước để làm gì? Để cho nó tiêu hóa đi cái phần mà mình đã ăn. Cải thiện tiêu hóa nè, nó làm giảm cái nguy cơ là bị tim mạch nè, nó điều chỉnh cái lượng đường trong máu nè. Có nghĩa là rồi đối với những người mà giảm cân là sẽ thúc đẩy giảm cân, ngủ ngon hơn. Đó là có nhiều cái lý do lắm cần phải đi bộ sau khi ăn, nhưng mà thường á là chả có ai nhớ cái chuyện đó hết, nhất là bữa ăn chiều, ăn xong rồi là như anh Thụy là chỉ có coi tivi hoặc là coi phim thôi. Không quên, đứng rửa chén có được tính không? Không, đó là đứng yên, nếu từ nào mà đứng mà, nhưng mà đứng cái chân khom, mình vẫn không bước, thì khom, bước tới bước lui, khom lên khom xuống thì cũng tính về Ngọc Lan. Dạ, nhưng mà quý vị, nhiều người người ta nói là ok, ăn xong là phải đi bộ, nhưng mà không phải là vừa ăn xong là đứng lên là đi đi liền, không phải. Ít nhất 15 phút sau. 15 phút thì sau. Thì 15 phút đó để coi tivi. 15 phút sau để cho cái thức ăn đồ trong người mình bắt đầu nó tiêu hóa từ từ rồi thì quý vị bắt đầu hãy đi. Và đi đó nó rất là tốt. Mỗi ngày bác sĩ khuyên quý vị nên đi bộ từ 7.000 bước cho đến 10.000 bước. 7.000 bước đối với cái bước chân bình thường giống như của Ngọc Lan đó, 7.000 bước là quý vị đi khoảng 3 dặm á, khoảng 3 mai là cho 7.000 bước. Rồi đến 10.000 bước thì đó là tốt hơn. Chúng ta tập đi bộ như vậy nghĩa là không phải là đi như là exercise không, mà đi từ đây ra bãi xe đậu xe xa xa một chút cũng là tính là đi bộ, hay là có nhiều chỗ gần quá thì chúng ta đi bộ, chứ đừng có mỗi cái là mỗi bước lên xe thì nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình. Thật nhanh, đây là bà Marilyn Mosby, một trong những người công tố viên nổi tiếng trước đây bởi vì đã truy tố được các cảnh sát tấn công một người gốc Phi Châu ở tiểu bang Maryland. Thế nhưng một người phụ nữ gốc Phi Châu xinh đẹp và nổi tiếng như thế ngày hôm nay sắp phải vô tù, bị truy tố về cái tội sử dụng tiền quỹ COVID sai trái. Thưa quý vị, Mosby hôm nay đã bị hai bồi thẩm đoàn luôn. Bà là công tố viên thì luật các quan tòa họ nói dễ ra bà phải biết rõ hơn. Thế nhưng bởi vì chi tiêu mua sắm nhiều quá, thậm chí mua một căn nhà trên biển và lấy 90.000 Mỹ Kim tiền của mình. Cái tiền này nó mặc dù là của mình nhưng mà nói tòa nói rằng về hưu bà mới được hưởng. Thì bà rút ra sớm quá, lợi dụng COVID-19 để rút ra sớm.
thì khi mà rút ra sớm như vậy đó là vi phạm luật, bởi vì COVID-19 không có dính láng gì đến cái việc mà bà phải rút cái số tiền sớm như thế, mặc dầu đó là tiền quỹ về hưu của bà. Thế thôi mà quan tòa nói bà không biết luật. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúng tôi gửi đến quý vị phần tin tức nổi bật ngay sau đây và hẹn với quý vị vào chương trình Cà phê sáng và Thời sự Thế giới ngày mai.